bằng việc dâng khẩu hiệu khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Giới nhân sĩ trí thức như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang Nga từ nhiều năm trước đây đứng sau lưng cựu quan chức nghỉ hưu như bà Nguyễn Thị Bình, cháu ruột cụ Phan, lập ra hàng loạt tổ chức hợp pháp dưới tên cụ Phan như Quỹ Phan Chu Trinh, chuyên trao giải thưởng văn chương cho những trí thức cấp tiến, Đại học Phan Chu Trinh với hy vọng đào tạo ra lớp trí thức trẻ theo hướng đi của mình. Mới đây nhất lại là Viện Phan Chu Trinh, một dạng thức mới của Viện IDS ra mắt ngày 7 tháng 2 năm 2017 tại thành phố Hội An. Cùng với con đường chính thống, hợp pháp khuếch trương ngọn cờ Phan Chu Trinh, nhóm này lập ra các tổ chức trái phép, đối lập với chế độ như Diễn đàn Xã hội Dân sự, với tham vọng quy tụ tất cả các tổ chức xã hội dân sự độc lập, đại diện các tầng lớp nhân dân cạnh tranh với các hội đoàn nghề nghiệp, quân chúng của mặt trận Tổ quốc hiện nay. Sau Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, Hội Nhà báo Độc lập, họ đang dự định sẽ cho ra tiếp các tổ chức nghề nghiệp, quần chúng độc lập khác với tham vọng dùng hình tượng cụ Phan để hạ bệ thay thế tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chế độ chính trị hiện nay. Như vậy, có thể xem như việc ra đời Viện Phan Chu Trinh vẫn là sự tiếp nối đường đi nước bước của giới trí thức đối lập này. Thế nhưng, viện này lại không được giới đấu tranh dân chủ nội ngoại hưởng ứng PR cho nó như sự ra đời của Diễn đàn Xã hội Dân sự hay Văn đoàn Độc lập, Hội Nhà báo Độc lập. Sự im lặng bao trùm chừng hơn một tuần sau thì bất ngờ ông Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng nổ phát súng như muốn kết liễu ngay Viện Phan Chu Trinh trên trang VOA với tên Viện Phan Chu Trinh có hướng đến tinh thần Phan Chu Trinh. Với lập luận chứng minh những người khởi xướng viện này đã phản bội lại giới trí thức đối lập hiện nay. Về nhân sự của viện này, ông Phạm Chí Dũng liệt kê ra các tên. Trong buổi ra mắt, viện gồm bà Nguyễn Thị Bình, cựu Phó Chủ tịch nước, ông Nguyên Ngọc là Chủ tịch Hội đồng Viện, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Sự, cựu Bí thư Thành ủy Hội An. Một nhân vật đáng chú ý khác, ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, người có tâm trạng và tư duy cải cách, nhưng theo một mảng dư luận thì vẫn chưa thoát khỏi ý thức hệ Nguyễn Phú Trọng. Và Phạm Chí Dũng đánh giá, ban lãnh đạo Viện Phan Chu Trinh là tiêu biểu cho khuynh hướng phản biện trung thành, nhưng lại không có được khuôn mặt phản biện độc lập nào. Với lập luận này, ông Dũng đã bắn phát súng vào thủ lĩnh tinh thần của giới trí thức đối lập là Nguyên Ngọc, Chu Hảo, đang hợp tác với cựu quan chức, còn mang ý thức hệ Nguyễn Phú Trọng là việc làm muốn bán đứng đồng đội vốn vào sinh ra tử trong phong trào dân chủ lâu nay. Về tài chính, Phạm Chí Dũng bình luận về việc Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã giao cho Viện Biên soạn Bộ Toàn trí Quảng Nam nghiên cứu về vai trò của tư tưởng Phan Chu Trinh, tổng kết 30 năm phát triển của Hội An, điều tra về xã hội học ở miền Đông Quảng Nam. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Viện Phan Chu Trinh mới ra đời nhưng đã có ngay 4 công trình nghiên cứu mà có thể nhận ngân sách nhà nước, trong khi nhiều hội đoàn nhà nước đang bị cắt giảm đến 50% hoặc hơn từ ngân sách hàng năm. Và nếu Viện Phan Chu Trinh là một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoặc một tổ chức phi chính phủ, sẽ chẳng bao giờ có chuyện một cơ quan đảng như Thường vụ Quảng Nam dám giao việc như thế. Rõ ràng, ông Dũng nói sổ tuẹt ra rằng các thủ lĩnh tinh thần của phong trào xã hội dân sự đã đi nhận việc mới từ chính quyền, bỏ rơi lý tưởng con đường đấu tranh lâu nay của mình. Về chính trị, Phạm Chí Dũng nêu vấn đề một khi Viện Phan Chu Trinh nhận kinh phí nghiên cứu khoa học từ chính quyền, liệu viện này còn tư thế độc lập để nói lên tinh thần tam quyền phân lập và dân chủ tự trị của tiền nhân Phan Chu Trinh? Với việc nhận ngân sách nhà nước để nghiên cứu, một câu hỏi khác được đặt ra là về bản chất, Viện Phan Chu Trinh là một tổ chức xã hội dân sự độc lập hay là một hội đoàn mới của chính quyền và trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam? Nói tóm lại, Phạm Chí Dũng cho rằng Viện Phan Chu Trinh không còn giữ được bản chất nữa, đã bị Nguyên Ngọc, Chu Hảo bán đứng cho chính quyền rồi. Đọc các comment phía dưới bài viết, mới thấy làng dân chủ hưởng ứng, ủng hộ ông Phạm Chí Dũng dám nói thẳng, nói thật và ném đá các trí thức phản bội đồng bọn thê thảm cỡ nào. Có vẻ như với họ, sự ra đời của Viện Phan Chu Trinh đã kết liễu những cái tên Nguyên Ngọc, Chu Hảo ra khỏi làng dân chủ Việt. Nhiều ý kiến cho rằng Phạm Chí Dũng muốn kết liễu Viện Phan Chu Trinh vì cạnh tranh chính trị, vì muốn kiếm cớ lật đổ những thủ lĩnh trí thức đối lập để thay thế vai trò, hoặc ghen ăn tức ở vì trong thời đại Trump, ngân quỹ của các dự án dân chủ nhân quyền bị cắt giảm không thương tiếc, mà Viện Phan Chu Trinh lại ngồi mát ăn bát vàng. Thực ra nếu nhìn bản chất, Phạm Chí Dũng qua cuộc đấu đá tương tàn với phe nhóm linh mục Nguyễn Ngọc Thanh, Ngô Nhật Đăng để chiếm trọn ngân quỹ của Hội Nhà báo Độc lập là hoàn toàn có lý. Dù sao qua vụ này, dư luận thấy rõ bản chất cơ hội của giới trí thức đối lập hiện lên sinh động
sâu sắc vô cùng qua nét vẽ của chính những người nằm trong chăn mới biết chăn có giận.